Cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình. Các bạn yêu thích video của mình cho mình một like, một đăng ký kênh, một bình luận phía dưới để mình có động lực ra nhiều video review chuyện hay hơn nữa nhé. Chị đại độc thân hung ác vừa tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm ở trong bệnh viện. Cô ngỡ ngàng khi phát hiện trên người mình chẳng chịt vết thương. 7.749 câu hỏi đặt ra trong đầu cô. Cô không biết bản thân mình là ai và tại sao cô lại nằm ở đây. Cô không thể nhớ được bất cứ điều gì. Chưa kịp định thần lại thì đùng đùng đùng, âm thanh tiếng súng vang lên ngất trời đột nhiên phòng bệnh bị đá tung ra và một loạt súng đạn bay về phía cô bằng một cách thần kỳ nào đó cơ thể cô theo bản năng đã nhanh chóng né tránh kết quả là viên đạn chỉ xuyên qua bình thuốc bên cạnh một giây sau một người đàn ông đeo mặt nạ đen cầm súng bước phòng bệnh hắn nhìn ngang nhìn dọc phát hiện trên giường không một bóng người đang nghĩ lẽ nào mình đi lộn phòng đang ngơ ngác thì cô từ sau cánh cửa phi ra con dao mổ sắc bén đâm vào sau lưng người đàn ông cô bối rối không biết mình là ai và tại sao thân thủ lại nhanh nhẹn như vậy Rốt cuộc thì bản thân cô đã phạm phải tội gì để người ta truy sát đuổi cùng giết tận cô như vậy? Cô đang đắm chìm trong suy nghĩ thì đột nhiên có một khẩu súng chĩa thẳng vào đầu cô. Hóa ra vẫn còn có một người đàn ông mặc đồ đen khác. Giọng nói của người đàn ông mặc đồ đen từ phía sau truyền đến. "Ezozo vô cùng cảm ơn cô đã giải quyết tên thanh niên kia, vậy thì tiền thưởng chính là của mình một mình tôi rồi ha ha ha, không ngờ được là cô cũng có ngày hôm nay." Bản thân cô lúc này bất lực, ánh mắt ảm đạm buông xuôi, thôi thì trước sau gì cũng chết, cô chán đời cất giọng hỏi trước khi giết tôi có thể nói cho tôi biết tôi là ai không? Tên áo đen không muốn phí lời với cô, giọng nói bố đời. Ông đây chỉ lấy mạng người, không có nghĩa vụ phải giải thích, muốn hỏi thì xuống Diêm Vương mà hỏi, tạm biệt. Vừa dứt lời, đùng, âm thanh tiếng súng vang lên. Lúc này cô tưởng mình đã trầu Diêm Vương rồi, nhưng giọng nói vang lên đã kéo cô trở về hiện tại. Cô ngạc nhiên quay người lại thì phát hiện tên áo đen đã hỏm nằm dưới mặt đất. Trước mặt cô là một người đàn ông đang cầm súng đứng ở trước cửa, trên người toát ra khí chất lạnh lùng, hắn mặc một bộ vest màu đen. Cả người giống như con báo cô độc ẩn nấp trong bóng tối, giọng nói hắn đùa cợt. Vậy mà lại để cho tay sai này chĩa súng vào đầu, xem ra vết thương của em thật sự rất nặng. Nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mắt nhưng cô không thể nhớ được người này là ai, cô cất giọng ngạc nhiên hỏi, anh là ai? Sau một lúc im lặng, trong đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông hiện lên một tia sáng, trên môi nở một nụ cười nham hiểm. Ha, anh là chồng của em. Nghe xong, cô lập tức trầm giọng ngạc nhiên, không thể tin được rằng mình lại có một người chồng đẹp trai khôn ngầu mờ lem như vậy. Gương mặt anh tuấn cùng với chiếc mũi cao thẳng đôi môi mỏng gợi cảm tôn lên vẻ đẹp không thể chối từ của anh. Chiếc áo sơ mi bó sát của anh ta dường như muốn bung ra trong giây tiếp theo, hãy tưởng tượng cơ bắp bên trong mở lem cỡ nào. Cô đột nhiên lao vào lòng người đàn ông với tốc độ bàn thờ và nhân cơ hội xoa xoa ngực người đàn ông. Điều này khiến cho người đàn ông lạnh lùng nhất thời chết lặng, anh bó tay chấm con với sự mê trai này của cô. Giọng nói ba chấm, nè, tôi mới nói vậy thôi mà cô tin liền hả? Cô không có chút nghi ngờ nào sao? Cô dã nai ngoài miệng thì trả lời. Đương nhiên là tin rồi, anh đẹp trai như vậy sao nỡ gạt em nhưng trong lòng thì lại nghĩ tôi cũng muốn nghi ngờ lắm nhưng mà trong tay anh có súng tôi đâu có ngủ hơn nữa cuộc chiến vừa rồi thể lực vốn đã yếu ớt của cô đã kiệt sức gần như tất cả những gì cô có thể làm là đánh cược một ván cho dù anh là chồng thật hay giả đột nhiên cô đau đớn ôm vết thương ở ngực cô ngất đi người đàn ông đã ôm cô kịp thời trước khi cô ngất đi cô còn không quên thấp giọng lẩm bẩm chồng ơi cứu em với em sẽ ngoan ngoãn nghe lời người đàn ông trong lòng dâng lên một làn sóng cảm xúc phức tạp lẫn lộn hắn cười nhạt cô thật sự sẽ ngoan sao trước khi mất trí nhớ cô vốn là một người phụ nữ bướng bỉnh ngang tàn bất cần đời hình ảnh trước đây lùa về trong ký ức hắn dựa vào cái gì mà tôi phải nghe lời anh anh là cái gì của tôi chứ đừng cản đường tôi nếu không tôi không thể đảm bảo sẽ có chuyện gì xảy ra đâu tiếp đó là hình ảnh máu hòa trong mưa lệ diên em vậy mà giọng nói bất lực của hắn vang lên lúc này người cô nhuốm đầy máu của hắn cô ngang tàn giọng nói thản nhiên không chút tội lỗi tôi nói rồi đừng cản đường tôi từ giờ trở đi anh đường anh tôi đường tôi đường ai nấy đi hắn nằm trong vũng máu ánh mắt thất thần miệng lẩm bẩm được từ này về sau chúng ta không ai nợ ai một người phụ nữ lạnh lùng ngang ngược như vậy hôm nay vậy mà nói sẽ ngoan ngoãn nghe lời lời nói của cô mang lại cho người đàn ông đã tuyệt vọng một tia hy vọng giọng nói hắn lạnh lùng chĩa súng vào đầu cô chỉ có người chết mới có thể ngoan ngoãn nghe lời dứt lời đùng âm thanh tiếng súng vang lên hú hồn tưởng là nữ chính đã bay màu rồi nhưng không hắn quay sang bắn tên áo đen đang tính ra tay đánh lén tên áo đen đau đớn ôm vết thương hắn bước lại gần tên áo đen nhếch mép cười nhạt Muốn đánh lén? Cậu nghĩ tôi là ai vậy? Tên áo đen mặc dù sắp bay màu tới nơi nhưng giọng nói vẫn điềm tĩnh không chút sợ sệt. Có thể chết trong tay Cố Tinh Dã ngươi cũng không tính là mất mặt. Lúc này thuộc hạ của hắn chạy đến hỏi hắn muốn xử lý những người này như thế nào. Hắn căn dặn thuộc hạ đem tên sát thủ còn sống về thẩm vấn xem người sai khiến đằng sau là ai. Thuộc hạ nhìn thấy người phụ nữ nằm ở dưới sàn hơi thở yếu ớt tính ra tay bóp cổ xử lý luôn thì hắn đột nhiên ngăn lại, ánh mắt sắc bén. Khoan đã cô ta còn có tác dụng. Thuộc hạ thấy hắn như vậy vẫn cãi chèm chèm nhưng mà cô ta đêm qua đã làm bị thương anh em trong bộ phận của chúng ta đã tử đã bị cô ta giết rồi đại ca ánh mắt hắn nhìn tên thuộc hạ như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh ta hắn gần giọng nhấn mạnh tôi nói cô ta còn có tác dụng buổi sáng người phụ nữ mở mắt ra cô ngỡ ngàng khi mình còn sống cô thầm nghĩ hi hi hên quá mình đã đúng khi đặt cược vào người đàn ông đó giọng nói của hắn vang lên tỉnh rồi à cô giật mình quay lại nhìn người đàn ông cơ bụng săn chắc sáu múi mờ lem nằm cạnh cô hắn lười biếng dựa vào giường như một con báo lười kiên nhẫn chờ đợi con mồi tới mặt cô lập tức đỏ bừng cô nghĩ thầm sang sớm như vậy có hợp tình hợp lý không cô không khỏi nghi ngờ người đàn ông này có thật sự là chồng mình hay không nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của người đàn ông trong chốc lát cô lập tức nở nụ cười vui vẻ nói chào buổi sáng chồng hắn hài lòng gật đầu rồi đột nhiên tiến tới nhẹ nhàng hỏi cô xem cô có nhớ ra điều gì không đôi mắt tập trung của hắn cẩn thận xem xét những biểu cảm tinh tế trên khuôn mặt cô cô căn bản không cần che đậy gì cả bởi vì cô thậm chí còn không nhớ tên mình sau khi nghe những lời này hắn vô thức buông bỏ sự căng thẳng đôi mắt nhau lại mơ hồ lộ ra một tia dịu dàng bí mật hắn cẩn thận nâng má cô lên em là lệ diên là vợ của anh anh cố tinh giã là chồng của em nói rồi hắn dìu cô dậy kêu cô ăn trước tiên ăn uống đã lát nữa hắn sẽ gọi bác sĩ đến khám xem tình trạng mất trí nhớ của cô đột nhiên cô kêu lên đau đớn bởi vì ngày hôm qua cô đã ngã xuống vết thương bị rách ra hắn nói với cô vết thương như vậy anh có thể xử lý được đợi bác sĩ đến thì quá muộn giọng nói trầm và khàn quyến rũ của hắn nhỏ nhẹ bên tai cô đừng căng thẳng chúng ta là vợ chồng rồi mà ngay cả hình xăm trên lưng em cũng là do chính tay tôi xăm hắn cố gắng hết sức để làm cho động tác của mình trong điêu luyện và tự nhiên đột nhiên từng nụ hôn lạnh lùng nhẹ nhàng rơi xuống chiếc cổ nhạy cảm của cô hắn gặm nhấm hôn lên tay cô hỏi cô có nhớ ra được cái gì không cô quay lại với khuôn mặt đỏ bừng nói mình không nhớ gì cả nhìn thấy đôi mắt sáng của người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào mình đầu cô đột nhiên loài sáng hóa ra người đàn ông này đang kiểm tra xem cô có thực sự bị mất trí nhớ không cô quyết định trước mắt diễn với anh ta sau đó sẽ tìm hiểu mối quan hệ thực sự giữa hai người sau khi hắn xử lý vết thương trên người cô xong cẩn thận kiểm tra lại vết thương trên đầu cô nhìn người đàn ông với nụ cười thân thiện cô cảm nhận được người đàn ông này không có ý làm hại mình tuy nhiên cô không thể lơ là cảnh giác được hai người một người là chị đại mất trí nhớ một người tự xưng là chồng bắt đầu cạnh tranh với nhau trong cuộc đấu trí về kỹ năng diễn xuất của nhau buổi sáng trên bàn ăn động tác của hắn rất tự nhiên và nhẹ nhàng nhưng cô vẫn nhạy bén nắm bắt được hai chi tiết kỳ lạ đó là con dao mà hắn sử dụng được làm bằng thép không gì cao cấp còn con dao của cô là con dao bằng nhựa không có chút sát thương nào Thuộc hạ của hắn nhìn chằm chằm vào cô hết sức cảnh giác, cô phát hiện có gì không đúng ở đây. Đầu cô nhảy số đưa ra quyết định táo bạo, đột nhiên cô đứng dậy lao về phía trước, ngón tay chạm vào dao của đối phương. Vẻ mặt cố tinh dã trở nên lạnh lùng, đám người thuộc hạ lập tức căng thẳng giơ súng tiến lại gần như thể chỉ cần đợi cô hành động là bọn họ lập tức sẽ nổ súng cho cô bay màu. Lúc này cô vội vàng ngồi về vị trí của mình, giọng nũng nịu giả vờ mè nheo. "Chồng yêu, em chỉ là muốn mượn con dao của anh để cắt thịt sông khói thôi, dao nĩa bằng nhựa không cắt được thịt, thế này không được sao?" nụ cười ngọt ngào cùng với giọng điệu mè nheo của cô khiến hắn không quen hắn chưa bao giờ tưởng tượng sẽ có một ngày cô dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với mình đơ khoảng chừng 3 giây hắn chậm rãi bước đến trước mặt cô xin lỗi vợ anh bất cẩn quá lẽ ra phải cắt trước cho vợ cô thầm nghĩ rõ ràng là hắn rất đề phòng cô nhưng lại giả vờ là một người chồng tốt cẩn thận và dịu dàng cô chắc chắn người đàn ông này không phải là chồng mình trong trường hợp xấu nhất có khả năng là thù địch nhiều hơn nhưng nếu chỉ là thù địch thì cô đã không còn sống cho nên việc cấp bách hiện tại là cô phải nắm được anh ta đang muốn gì ở cô. Một tiếng nổ bất ngờ vang lên, hắn lập tức ôm chặt cô vào lòng, cô lợi dụng lúc hỗn loạn này đã nhanh chóng thủ lấy con dao trên bàn vừa nãy. Hắn kéo cô trốn phía sau cửa, thấp giọng an ủi, "Đừng sợ, chỉ cần có anh ở đây, không ai có thể làm hại em được." Đôi mắt cô chứa đầy sắc ý, lúc này cô nghĩ đám thuộc hạ của hắn đang giao chiến với đối phương, chỉ cần cô dùng con dao hồi nãy mình đã thủ sẵn đâm vào cánh tay của hắn thì có thể trốn thoát ra khỏi đây. Cô vẫn đang suy nghĩ thì lúc này, đùng một tiếng nổ lớn các mảnh thủy tinh cắt xuyên không khí và hướng về phía hai người bắn tung tóe. Hắn không kịp suy nghĩ vội vàng quay người lại, dùng lưng chặn những mảnh vỡ đang bay cho cô. Trong nháy mắt máu nhuộm đỏ tay cô, mặt cô lập tức tái mét lấm tấm mồ hôi, trong lòng càng thêm bối rối không biết tại sao hắn lại liều lĩnh dùng sự an toàn của chính mình để bảo vệ cô. Cô không biết rằng tất cả những điều này chỉ là vì lời nói của mình trước đây cô nói với hắn. Chồng ơi, cứu em với, em sẽ ngoan ngoãn. Lời nói tưởng chừng như gió thoảng qua tai nhưng đã khơi dậy nỗi tuyệt vọng, hy vọng cuối cùng của người đàn ông. Lệ Diên, tôi biết cô đang ở trong khôn hồn thì mau cút ra đây mụ điên tóc hồng ngạo nghễ hét vào trong nhà khi thấy vẫn không có động tĩnh gì à ta lập tức giơ súng lên vẻ mặt nghiêm nghị bắn một phát điên cuồng vào trong nhà viên đạn bắn thẳng vào tấm cửa bên cạnh cô lập tức tình ý nghe thấy âm thanh viên đạn có vẻ khác lạ sau khi nhìn kỹ hơn hóa ra đó là một viên đạn cao su không thể giết người được cô đoán lần đánh lén này là lẽ nào là do hắn cố tình sắp xếp để thử cô sự bảo vệ ban nãy của hắn cũng chỉ là diễn thôi sao cũng may vừa rồi cô không có ra tay nếu không đã rơi vào bẫy của hắn Lúc này bên ngoài ba tên thuộc hạ đang nhiệt tình khuyên nhủ Ả à Tóc Hồng phải rút lui trước vì người của Cố Tinh Giã đã dùng súng thật đuổi bọn họ ra ngoài. Nhưng Ả à Tóc Hồng vẫn không chịu nhượng bộ, Ả à ta vẫn muốn chờ đợi. Và lúc này, một viên đạn thật bất ngờ sượt qua người bọn họ, không còn sự lựa chọn nào khác bọn họ đành rút lui. Lũ thuộc hạ thắc mắc hỏi Ả à Tóc Hồng, tại sao chúng ta phải mạo hiểm chọc tức nhị gia Cố Tinh Giã vậy? Nghe thấy thuộc hạ hỏi vậy, Ả à ta lập tức chuyển cơn dẫn dữ phẫn nộ sang thuộc hạ của mình mắng bọn họ là lũ rác rưởi thật là ngu mục. Đương nhiên là muốn cứu lão đại của chúng ta, chỉ cần chúng ta tạo ra hỗn loạn, nhân cơ hội này lão đại có thể chạy thoát ra được. nói đến chuyện này à ta càng tức giận hơn, tiếp tục chửi xối xả đám thuộc hạ đầu óc ngu si tứ chi phát triển. nếu vừa nãy không phải do các người quá gà, không thì lão đại sớm đã chạy thoát ra được rồi. đám thuộc hạ ngậm đắng nuốt cay trước những lời mắng chửi của à tóc hồng. đột nhiên một tên thuộc hạ lên tiếng hỏi, nhưng vừa nãy chúng ta làm lớn như vậy mà lão đại cũng không ra, cô ấy có khi nào cô ấy đã chết trong nhà của cố tinh dã rồi không? vừa dứt lời thì à tóc hồng tiếp tục bật công tác chiếc mỏ hỗn của mình lên chửi suối xả tên thuộc hạ đã ngu dốt mà còn hay ăn nói xà lơ tên thuộc hạ lúc này mới ngậm mỏ lại đến hôm nay à tóc hồng vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng lần đầu tiên gặp cô đôi giày cao gót cao 15 cm bá đạo dẫm lên đầu người đàn ông mái tóc xoăn buông xóa toát ra khí chất giống như một nữ hoàng kiêu ngạo à tóc hồng khi đó bị thu hút sâu sắc bởi cô cô là người phụ nữ kiêu ngạo và độc đoán trên người toát ra sức quyến rũ trí mạng như một bông hoa anh túc đang nở rộ người đàn ông bị cô dẫm dưới chân cúi đầu mơ hồ cầu xin sự thương xót nói rằng do cha ả à tóc hồng gắn nợ ả à ta cho hắn tôi và các anh em chỉ là muốn nếm thử đồ mới một người phụ nữ mà thôi Diên tỷ không việc gì vì cô ta mà làm tổn thương hào khí của chúng ta cha nuôi của em là người đàm phán của thương hội thành s tha cho em một mạng sau này chúng ta hợp tác không thiếu phần của chị đâu mặc kệ hắn ta lải nhãi cô không ngừng cười khẩy may xúc phạm một người phụ nữ yếu đuối và cúi đầu trước một người phụ nữ mạnh mẽ Mày chẳng qua chỉ là một kẻ thua cuộc bắt nạt kẻ yếu và sợ hãi kẻ mạnh tên đàn ông vẫn không ngừng cầu xin sự tha thứ của cô Diên tỷ, em không phải ý đó, à phụ nữ đó sao có thể so sánh với chị được. Cầu xin chị tha cho em đi, bảo em làm gì cũng được. Cô mặc kệ trước lời cầu xin của tên đàn ông, quay sang à tóc hồng nhét vào bàn tay run rẩy của ả à ta khẩu súng. Cô tự mình kết thúc cơn ác mộng địa ngục đi. Kể từ giây phút đó, à tóc hồng buộc mình phải học cách trở nên mạnh mẽ hơn. Cũng kể từ ngày đó trở đi, lệ Diên cô không chỉ trở thành chủ nhân của à tóc hồng mà còn trở thành vị thần trong lòng à ta. Quay lại khung cảnh tại nhà Cố Tinh Dã, cô đóng vai một người vợ tốt theo léo giúp hắn xử lý vết thương. Cô vô tình nhìn thấy vị trí hắn xăm có một vết sẹo sâu. Cô hơi giật mình, thật kỳ lạ khi người đàn ông này lại tài giỏi như vậy, lại có nhiều thuộc hạ trung thành đến vậy bảo vệ anh ta. Cô ngơ ngác nhìn hình xăm, hắn thấy vậy cũng nheo mắt quan sát cô, một lúc sau, đột nhiên nhẹ nhàng hỏi xem cô đang nhìn cái gì. Cô mê mẩn chợt tỉnh táo lại thầm nghĩ biểu cảm của anh ta giống như là đang thăm dò xem mình có phải mất trí nhớ không đây mà. Cô lập tức giả vờ bày ra bộ dạng mê trai trả giọng nói nhí nhảnh trả lời hắn. Em đang ngưỡng mộ thân hình hoàn hảo mờ lem của chồng, thân hình tuyệt vời thế này thì nên để lộ nhiều vào bổ mắt cố tinh dã nghe vậy khóe miệng cong lên tôi đi thay đồ em đi cùng tôi bước tới phòng thay đồ cô thầm nghĩ ở đây có thể tìm ra dấu vết chứng minh liệu hai người họ có phải là quan hệ vợ chồng thật hay không khi nhìn thấy bộ quần áo cô đã chóng váng ngay từ cái nhìn đầu tiên đồng phục học sinh quát đời heo cô thầm nghĩ trời ơi cái quần què gì đây cố tinh dã vậy mà lại thích phong cách học sinh trong sáng bộ tiếp theo là đầm kiểu dễ thương cute phô mai que người đàn ông này vậy mà lại thích những kiểu này sở thích của anh ta thay đổi nhiều đến thế sao sốc hơn nữa là những bộ đồ thiếu vải còn tệ hơn cả việc không mặc gì cô đơ khoảng chừng là hai giây đừng nói với cô là trước khi mất trí nhớ cô mặc những thứ này để lấy lòng chồng ư trong một đống quần áo kỳ lạ thì chỉ có một chiếc áo thun trắng ok cô không khỏi nhìn lại nó hai lần cùng lúc đó đôi mắt lạnh lùng của cố tinh dã đột nhiên sáng lên với sự mong đợi phấn khích em có nhớ ra điều gì không bộ quần áo đó chứa đựng những kỷ niệm đáng quý lần đầu tiên của chúng ta cô ngay lập tức bị sốc bởi lời nói của hắn cô đổ mồ hôi lạnh và phàn nàn trong lòng Người đàn ông này lần đầu tiên cái gì, bộ đồ nào phải nói rõ ràng chứ. Đừng bắt nạt mình vì mất trí nhớ rồi tự bịa chuyện ra. Cố Tinh Dã nhìn thấy bộ dạng không nhớ gì của cô sắc mặt thoáng chút buồn. Chiếc áo thun trắng bắt mắt này chính là chiếc áo mà hắn đã trân trọng suốt 14 năm 66 ngày 48 giờ, cũng chính là chiếc áo mà cô tặng cho hắn. Cho đến chết hắn cũng sẽ không quên ngày đó, khi còn nhỏ cô kéo hắn ra ngoài đi mua đồ, trên người hắn tay xách nách mang N túi đồ cô mua. Khi hắn đang khó chịu phàn nàn thì cô đột nhiên từ trong túi mua sắm trên tay lấy ra một chiếc áo thun trắng trong mắt hiện lên vẻ phấn khích. Chiếc áo này tớ tặng cậu. Tuy chỉ là một chiếc áo thun trắng rất bình thường nhưng trong lòng hắn lúc này như bị thứ gì đó chiếm giữ, lòng vui sướng nhưng ngoài miệng thì làm mình làm mẩy từ chối nói. Tôi không dễ dãi mua chuộc như vậy đâu, tôi sẽ không làm bạn với cậu đâu. Cô lúc này nhìn hắn nghiêm túc giải thích nói. Ai muốn làm bạn với cậu hả? Chiếc áo này là sinh lễ mà tôi tặng cậu. Từ giờ trở đi, cậu là người của mình ỏi, còn tớ là nóc nhà của cậu. Lúc đó mặc dù hắn vẫn còn rất mù mờ về tình cảm, nhưng nghe cô nói vậy mặt hắn lập tức đỏ bừng, cả làm nói. Cậu, 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 cậu là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt đường tăng. Tôi, tôi, tôi tuyệt đối sẽ không nhận đâu. Sau này, hắn nhận rồi nhưng không nỡ mặc nó. Hắn nhớ như in lời nói bá đạo khi ấy của cô, đồng thời cũng yêu sâu đậm cô. Đột nhiên lời nói của cô khiến hắn đang chìm đắm nghĩ trong quá khứ kéo hắn trở về thực tại. Chẳng lẽ bởi vì những bộ quần áo này thiếu vải nên anh mới có ấn tượng sâu sắc với nó à? Vừa dứt lời hắn lập tức đỏ mặt, lớn tiếng phản bác, Hắn bất lực giải thích rằng thực ra hai chúng ta không thường xuyên sống ở đây, đưa em đến biệt thự ở ngoại ô này vì nó tương đối an toàn. Anh đã nhờ quân trạch chuẩn bị một số quần áo phụ nữ, không ngờ rằng anh ta lại mua những thứ này. Cô ngại ngùng vô thức giơ tay lên gãi, hắn lập tức tinh mắt nhìn ra trên ngón tay cô vẫn còn một miếng băng dán, vì thế hắn giơ tay mình ra kéo tay cô lại. Cô đột nhiên bị hắn kéo lại hai người vô thức tiến lại gần nhau, dưới ánh mắt sâu thẳm dịu dàng, khuôn mặt cô đỏ bừng vết đỏ truyền đến sau tai. Hắn đột nhiên cười tươi tuy tuyết khóe miệng cong lên kỳ thực còn có một biện pháp khác có thể chữa lành vết thương nhanh hơn hắn khẽ hôn lên từng ngón tay của cô trong khoảnh khắc một dòng điện như chảy ra từ các ngón tay của cô tim cô đập mạnh giây tiếp theo toàn thân cô bị bao phủ bởi một luồng khí mạnh mẽ cô bị hắn ôm chặt vào lòng lúc này tên thuộc hạ đột nhiên đi vào báo cáo bác sĩ đã đến hắn ngắt lời mặt lạnh băng nhìn chằm chằm vào tên thuộc hạ như thể muốn ăn tên nuốt sống anh ta sau một loạt kiểm tra bác sĩ kết luận rằng cô bị thương do chấn thương chứng mất trí nhớ này có thể là nửa năm hoặc dài nhất có thể là một hoặc hai năm ký ức sẽ tự khôi phục. Cô nghe thấy lời bác sĩ nói như vậy thì thầm nghĩ, khoảng thời gian này đối với cô là quá dài, ngộ nhỡ một hoặc hai năm liệu mình sống ở đây có nguy hiểm hay không. Cô phải nhanh chóng tìm hiểu thân phận thực sự và mục đích của Cố Tinh Dã mới được. Kiểm tra xong, cô lặng lẽ đứng bên cửa sổ nhìn hắn đang đợi bác sĩ ở cửa, cô không biết là bác sĩ chủ động hay là hắn yêu cầu. Chỉ nhìn thấy hắn cầm lấy một lọ thuốc không có nhãn hiệu. Sau khi hắn tiễn bác sĩ xong thì đi vào nhà, cô ngập ngừng hỏi bác sĩ có dặn dò gì không. Hắn hào phóng lấy ra loại thuốc không nhãn mát miệng nói, bác sĩ đưa cho tôi một lọ này. Bác sĩ nói thuốc này có tác dụng dưỡng não và giúp phục hồi trí nhớ, trước tiên uống một viên. Hắn đưa thuốc cho cô, giọng nói nhẹ nhàng, "Ngoan, uống thuốc đi." Cô chỉ là bị mất trí nhớ cũng không phải ngu ngốc, cô thầm nghĩ đến nhãn mát còn chẳng có ai mà dám uống cơ chứ. Cô thu lại dáng vẻ sợ hãi của mình, tiếp tục dã nai cười cười ngây thơ hỏi hắn, "Thuốc này trị bệnh gì vậy? Nếu như là thực phẩm chức năng tại sao lại không có nhãn mắc chứ? Hơn nữa tại sao lại không đưa ở trước mặt em?" Thấy cô nheo mắt nhìn chằm chằm vào mình, hắn ngơ ngác nhất thời quên mất phải phản ứng như thế nào bỗng nhiên lộ ra thần sắc có chút tán thưởng sau đó ghé vào tay cô cuối cùng cũng nhớ ra đây là thuốc độc sao cô lập tức hoảng sợ người này quá khôn ngoan lúc này trên mặt cô hiện rõ nội tâm lo lắng phòng thủ hắn thấy cô đáng yêu và thú vị khác thường không khỏi bật cười lớn anh chính là chồng yêu dấu của em sao có thể nỡ làm hại một người vợ xinh đẹp đáng yêu như vậy cô bối rối thầm nghĩ nếu hắn thực sự muốn giết mình thì không cần phải tốn công đầu độc trực tiếp động thủ luôn rồi trừ khi hắn muốn đầu độc biến cô thành một kẻ ngốc nhưng hắn là ai và mục đích của hắn là gì nghĩ đi nghĩ lại cô lại không nhớ ra bất kỳ ký ức nào đầu cô đau như búa bổ cô đành phải quay về phòng nghỉ ngơi trước rồi tìm cơ hội điều tra sau sau khi được hắn đỡ về phòng cô nhìn chằm chằm vào bình thuốc mà hắn đặt trên bàn cạnh giường hắn nhắc nhở cô uống thuốc nhận thấy hắn luôn thúc giục mình uống thuốc cô chắc chắn thuốc này nhất định có vấn đề hắn nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt cô cười yêu kiều mở lấy thuốc ngậm viên thuốc trên miệng có muốn tôi đích thân đút cho em không hắn đột nhiên như người về phía trước cô cô lập tức căng thẳng ngay khi hắn sắp chạm vào cô cô lập tức xấu hổ và tức giận quay mặt đi tôi sẽ không uống sự phản kháng trên khuôn mặt cô khiến hắn cảm thấy như mình đã nhìn thấy cô trước đây một lần nữa thái độ từ chối lạnh lùng và xa lánh của cô khiến đồng tử của hắn đột nhiên run lên vì sợ hãi đơ chừng là khoảng 2 giây hắn dùng một tay nắm lấy tay người phụ nữ như phát điên sau đó mạnh mẽ đút thuốc vào miệng cô bước ra khỏi phòng hắn gọi điện thoại cho cấp dưới quân trạch xác nhận hiệu quả lọ thuốc này có vấn đề gì không lúc này tại một không gian khác người đàn ông ẩn mình trong bóng tối không lộ mặt ném hạt óc chó trên tay vào mặt tên thuộc hạ mới bước tới bẩm báo tình hình cho anh ta. cái gì lệ duyên không chết sát thủ được cử đi xử lý à ta còn bị cố tinh dã bắt đi. đám rác rưởi các ngươi. tên đàn ông không lộ mặt mắng chửi suối xả lũ thuộc hạ vô dụng của mình. tại biệt thự dù cô đã mất trí nhớ nhưng trực giác mách bảo cô rằng cố tinh dã người tự xưng là chồng của cô là một người đàn ông cực kỳ nguy hiểm. hôm nay hắn đi thương hội xử lý công việc để lại cô một mình ở nhà không gian xung quanh bao trùm khắp nơi đều là những tên thuộc hạ của hắn lúc nào cũng nhìn cô chằm chằm chỉ cần cô di chuyển thì những người đàn ông vạm vỡ này toát mồ hôi vì sợ hãi khẩu súng lục lúc nào cũng chĩa vào cô ngay cả khi cô đứng dậy đi vệ sinh không hiểu vì lý do gì mà cô luôn cảm thấy những người này cực kỳ ác cảm với cô cô thầm nghĩ phải tìm cách làm thân với bọn họ một người đàn ông đầu chọc cầm dao bước đến cạnh cô cô hoảng hốt sửng sốt không biết anh ta muốn làm gì người đàn ông hung tợn giọng nói sắc bén chị dâu cuối cùng chị cũng bước ra bây giờ để tôi cho chị xem tôi lợi hại đến mức nào người đàn ông đầu chọc dơ dao lên gọt ba quả táo trong một hơi cô hú hồn một phen bạn nghĩ thế nào về màn nhào lộn độc đáo khi gọt táo này cô thật muốn ký đầu tên vệ sĩ này cô cười ái ngại hỏi tên vệ sĩ còn táo không cô cũng muốn biểu diễn thử xem một lúc sau những đĩa hoa táo được cô chạm khắc tỉ mỉ bày ra trên bàn bất cứ ai cũng không khỏi cảm thán về mức độ tinh xảo này nhưng những tên côn đồ này chỉ ngưỡng mộ kiếm thuật của cô mà thôi cô thầm nghĩ những người này dùng sức mạnh càng dễ dàng gây ấn tượng hơn người đàn ông đầu chọc có vẻ hung dữ lập tức bưng đưa tách trà dâm bụt với giọng điệu tâng bốc chị dâu ly trà này tôi có bỏ thêm hoa bụp dấm vào bổ lắm chị uống thử đi cô đưa trà đến miệng chuẩn bị thưởng thức uống thì ý thức nhạy bén của cô ngửi thấy trà có vấn đề cô lại bật công tác giả nai cười trà này nóng quá đợi một chút tôi uống nụ cười ngọt ngào của cô khiến gã đầu chọc có chút xấu hổ hắn đỏ mặt quay người bỏ đi dù vậy cô vẫn không thể lơ là cảnh giác với gã đầu chọc cô thầm nghĩ không biết là người pha trà có vấn đề hay là có người khác nhân lúc người đông lộn lộ xộn lén bỏ thêm đồ vào có điều chắc chắn đây không phải là chỉ thị của cố tinh giã dù sao hắn cũng không cần dùng cách rắc rối như vậy dù là cắt trái cây dao đưa mình cũng là dao nhựa vậy có thể xác định là trong phòng này có kẻ khác muốn hại mình và kẻ muốn hại mình đó hình như cũng rất sợ mình tên đó vốn không dám đối mặt trực tiếp với mình vậy thì mình sẽ kiên nhẫn chơi cho chọn cái trò mèo vờn chuột này với hắn điều này làm khơi dậy khát vọng chiến thắng của cô à tóc hồng khá hài lòng khen ngợi thông tin cá nhân của hoác quân trạch mà thủ hạ của ả à mới thu thập được Hoắc Quân Trạch, Phó hội trưởng Thương hội Thanh Long, đảm nhiệm chức tổng giám đốc tập đoàn bất động sản của Cố Tinh Giã. Tên thuộc hạ đứng bên cạnh báo cáo tất cả những thông tin đã thu thập được. Hoắc Quân Trạch hắn rất trung thành tận tụy với Cố Tinh Giã, đôn hậu nghĩa khí năng lực chấp hành tốt nhưng thiếu mưu lược. À tóc hồng mĩn cười nham hiểm, không tệ, tên này nhìn qua còn đẹp mắt hơn Cố Tinh Giã kia nhiều. Đột nhiên đầu tên thuộc hạ lóe lên ý nghĩ. Cố Tinh Giã vừa mưu mô lại còn thận trọng chi bằng chúng ta ra tay từ cái tên này, ví dụ như dùng mỹ nhân kế gì đó chẳng hạn. Hắn vừa dứt lời, à Tóc Hồng lập tức ném cho hắn một ánh mắt tán thưởng. Đây là chú ý hay, ngươi cảm thấy cử ai đi thì hợp. Tên thuộc hạ mặt mày tái mét vội vàng xua tay lia lại khi thấy cô nhìn hắn. Tôi có thể cống hiến tất cả cho lão đại nhưng cái tên này không phải gu của tôi. Lúc này, một cấp dưới khác bước vào báo cáo rằng bác sĩ chúng tôi bắt nói rằng cố tinh dã giới thiệu lão đại của chúng ta là vợ hắn. Cô ấy không chỉ mất trí nhớ mà còn được huấn luyện trở nên rất ngoan ngoãn. à Tóc Hồng kinh ngạc, đồng tử run rẩy. Biết ngay mà cái con sói xấu xa cố tình dã đó vẫn luôn thèm khát thân thể của lão đại lão đại chắc chắn sẽ bị hắn nuốt sạch mất. tên bác sĩ đó nói lão đại dịu dàng y hệt như con thỏ. vậy không lẽ tên đó dùng cách gì uốn nắn rồi sao? nghĩ đến đây một cơn tức giận không thể kiềm chế xông thẳng lên não ả à ta. bất kể là dùng cách gì bà đây cũng phải mau chóng cứu lão đại ra khỏi cái hang quỷ đó. cô nhìn ly trà sốt ruột chờ hung thủ lộ diện. cô đợi đến khi trà lạnh mà người bỏ thuốc trong nhà vẫn chưa hành động. tên đầu chọc pha trà lầm tưởng rằng chị dâu không thích hắn ta sợ hãi bước tới. chị dâu không thích mùi vị của trà này hả? vậy tôi sẽ mắt anh ta đột nhiên sáng lên. Cô nghĩ quả nhiên người này chính là hung thủ muốn đầu độc mình. Ai ngờ hắn ta vì không muốn lãng phí nên ngây thơ cầm tách trà độc lên chuẩn bị uống. U là trời tên ngốc này không phải là kẻ giết người, cô nhanh chóng lao tới tát mạnh vào mặt đối phương, có con mũi. Kết quả là tách trà vỡ, trà bắn tung tóe khắp nơi, kẻ sát nhân ra tay hãm hại vẫn chưa lộ mặt. Chán nản cô đành quay người bỏ đi trong tuyệt vọng. Tên đầu chọc ôm lấy khuôn mặt xương tấy đỏ bừng của mình, cảm động đến mức phát khóc chị dâu đối xử tốt với tôi như vậy trong khoảnh khắc vừa nãy dường như hắn nhìn thấy hình ảnh bà cố nội của mình công cô ngồi chờ nãy giờ đã bị kẻ ngốc này phá hỏng hiện tại cô chỉ có thể đợi hung thủ lần sau ra tay mới có thể bắt được lúc cô lên lầu về phòng đi được vài bước thì bị khẩu súng chĩa thẳng vào đầu cô đối phương chuẩn bị bóp còi cảnh lúc này chuyển sang cảnh sau khi cố tinh dã thảo luận mọi việc xong xuôi với gã đàn ông và họ lưu xong thì gã ta mời hắn đến hộp đêm để cùng nhau vui vẻ cố tinh dã từ chối gã ta không hiểu sao hắn có một sự cảm không lành đột nhiên hắn nhận được điện thoại khẩn cấp khi cấp dưới báo cáo cô có chuyện sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi hắn vội vàng đứng dậy lái xe về gã đàn ông thấy vẻ mặt hắn thì đắc ý gã ta vui mừng thầm nghĩ ha 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 cố tinh giã bữa tiệc chuẩn bị cho cậu mới vừa lên trước một món mà thôi đợi cậu về tới nhà sẽ phát hiện chim hoàng yến trong lồng đã bị giết chết rồi hắn lao về biệt thự trong thời gian ngắn nhất với tốc độ tên lửa lần đầu tiên hắn sợ hãi đến mức không thể kiểm soát được trái tim mình nghe tin cô xảy ra chuyện tim hắn bị siết chặt đến mức thậm chí không thể thở được khi hắn hất cửa phòng ra đôi mắt mở to khó tin giọng hắn hơi run run, em đang làm gì vậy? Trái ngược với sự lo lắng của hắn, cô nhàn nhã nhét một miếng khoai tây trên vào miệng và nháy mắt tự hào. Sao nào? Em không bị thương. Anh có phải thấy hơi thất vọng không? Nào, ngồi xuống đi em từ từ kể cho anh nghe. Khung cảnh trước quán ven đường tên tóc vàng châm lửa cho người đàn ông tên Hoắc Quân Trạch. Hoắc Quân Trạch dặn dò gã ta cảnh giác, qua sự việc hôm nay cho thấy trong bang có nội gián. Gã tóc vàng thắc mắc hỏi không hiểu tại sao lão đại lại muốn giữ lại mụ phù thủy lệ diên đó. Ánh mắt Quân Trạch hoắc trầm tư. Lão đại nói năm đó khi cô ấy ở trong nhà chú của anh ấy đã lấy trộm con dấu người quyết định tổng thương hội S thành. Lúc này Hoắc Quân Trạch vô tình nhìn thấy cách đó không xa, cô gái tóc hồng bị hai người đàn ông khiêu khích. Lại dám gây chuyện trên địa bàn của thương hội Thanh Long, tâm trạng vốn đã cáu kỉnh của anh càng trở nên tồi tệ hơn. Anh lập tức lao tới đá người đàn ông đó văng ra. Nhìn hai người đàn ông co giò bỏ chạy, Hoắc Quân Trạch không suy nghĩ nhiều mà chỉ lặng lẽ quan tâm đến cô gái tóc hồng mỏng manh yếu ớt. Cô gái tóc hồng đột nhiên ngẩng đầu lên để lộ đôi mắt ươn ướt như một con nai vàng ngơ ngác, cơ thể cô run lên không thể kiểm soát vì sợ hãi giọng nói nhẹ nhàng anh có thể đưa tôi về nhà không quay lại khung cảnh bên cố tinh giã cô kể lúc đó khẩu súng chỉ cách cô một cm nhưng không hiểu sao cô không hề sợ hãi ngược lại cô còn phấn khích đến mức nhìn chằm chằm vào khẩu súng lục với đôi mắt run rẩy hung thủ dường như rất cam hận cô không bắn ngay lập tức cô chỉ có cơ hội năm giây vừa hay đủ để cô né được viên đạn tiếng đạn xuyên qua không khí cơ thể cô như bị đốt cháy tràn đầy hưng phấn bản năng như một con thú khát máu sau đó cô thực hiện cú đá 180 độ về phía trước, hất tên sát nhân đeo mặt nạ cao lớn nằm sõng xoài xuống đất. Đồng thời cũng đá văng khẩu súng lục ra khỏi tay gã ta. Cô định lao tới và bắt sống gã ta nhưng không ngờ đối phương đột nhiên ném ra một quả bom khói khiến cô mất cảnh giác. Trong nháy mắt cô bị một đám khói bao vây không thấy mặt hung thủ đáng ghét, hung thủ cũng nhân lúc này chạy trốn. Hắn im lặng nghe xong toàn bộ quá trình cô kể, mặt hắn lộ ra vẻ mặt trầm tư sau đó lại nói đùa thú vị. Cho nên cuối cùng không nhìn được mặt đối phương mà còn để người ta chạy thoát. Trong mắt mang theo nụ cười may mà cô không sao, hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi cô thấy vậy thì bất mãn này tôi chút nữa thì bị giết người chồng như anh thậm chí không ăn ủi chút nào sao hắn nghe vậy theo bản năng sắc mặt đen tối quay lại hắn đẩy cô xuống giường hơi thở nóng hổi phả ra từ mỗi người đàn ông khiến cô giật mình có chút choáng váng cô yêu cầu đối phương buông mình ra tuy nhiên hắn vẫn nhở nhơ chọc ghẹo cô nếu anh không buông ra thì sao cô bật công tác chiếc mỏ hỗn của mình lên chửi rủa thô tục gầm lên mà không hề suy nghĩ vậy tôi đá bay cái đó của anh sau khi chửi xong cô mới nhận ra u là trời vừa nãy mình ăn nói xả lơ gì dãy, cô đỏ mặt đến mức muốn đào cái hố chui xuống. còn hắn cũng không khá hơn, hắn nhanh chóng đứng dậy với khuôn mặt bó tay ba chấm. mặc dù cả hai trong khoảng thời gian này bọn họ coi như vợ chồng, nhưng ban đêm vẫn ngủ riêng phòng. ban đêm cố tinh dã lặng lẽ lẻn vào phòng cô, trên tay cầm một con dao nhọn thăm dò cô. hắn hỏi lệ riêng cô ngủ chưa, thấy người phụ nữ đang ngủ không có dấu hiệu tỉnh lại, con dao găm sắc bén càng ngày càng gần. Cho đến khi đột nhiên dừng lại khi sắp chạm vào làn da của cô, hắn mới xác nhận cô ngủ thật và nhẹ nhàng lẩm bẩm, "Nếu như em có thể như vậy cả đời thì tốt rồi." Trong căn phòng tối, sau khi hắn bước ra khỏi phòng, tay cô nắm chặt mền lúc này mới thở phào nhẹ nhõm buông ra. Vừa rồi Cố Tinh Dã có phải muốn giết mình không?